Cách chọn tẩu theo hình dáng tẩu. Sự thích hợp giữa tẩu gỗ và thuốc là vô cùng quan trọng. Nó có thể mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời và cũng có thể khiến bạn chỉ muốn đáp đi. Mỗi loại thuốc sẽ thích hợp với loại tẩu khác nhau. Nếu lựa chọn không đúng loại sẽ phá hỏng hương vị của thuốc. Video này Ambe sẽ chia sẻ cách chọn tẩu theo hình dáng tẩu nhé. Một dạng bình, bó tẩu mở rộng, cho phép có nhiều không khí tiếp xúc thuốc hơn. Quá trình cháy diễn ra nhanh hơn và đồng thời tạo nên lớp than dày hơn. Hình dạng này của tẩu sẽ tạo ra lượng khói nhiều hơn. Lớp than dày hơn sẽ sinh nhiệt đốt cháy nhiều thuốc hơn. Nhưng nếu nhiệt độ cháy quá cao vì không khí và nhiều sẽ khiến cho lửa trong tẩu cháy to. Điều này khiến người hút rất khó chịu. Chính vì vậy, để có thể duy trì làn khói ổn định, thơm ngon bạn cần giữ nhiệt độ cháy thấp. Để nhiệt độ thấp bạn cần hút chậm lại, sử dụng diêm thay cho bật lửa, hút loại thuốc có chứa ít đường. Hai dạng ống khói hay bõ tẩu hẹp. Lượng không khí ra vào bị hạn chế giúp cho nhiệt độ cháy duy trì ở mức thấp, lớp than mỏng hơn so với tẩu dạng bình. Loại tẩu này giúp cho quá trình caramel hóa của đường diễn ra chậm lại và nhiệt độ cháy thấp hơn. Việc này giúp bạn cảm nhận trọn vẹn hơn hương vị của lá thuốc. Nếu bạn có một chiếc tẩu với bõ rộng thì bạn cũng có thể tận hưởng một cách chậm rãi hơn. Sử dụng một thứ gì đó để che miệng tẩu lại khi bạn hít hơi vào. Nhiều người thường sẽ dùng ngón tay để che khi lớp than đã được nhồi xuống dưới, nhằm giảm dòng khí trong khi cởi tẩu để cho ra nhiều khói hơn. Bạn có thể áp dụng thử cách này. Bí quyết hút tẩu đúng chuẩn. Bên cạnh hình dạng tẩu thì độ ẩm cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị. Khi thuốc quá khô hoặc quá ẩm, bạn sẽ có xu hướng nhồi lá thuốc chặt quá mức. Khi độ ẩm của thuốc cao, lá thuốc dính lại với nhau. Dù bạn không cố ý thì chúng vẫn bị nhồi chặt với nhau. Ngược lại khi thuốc khô, thuốc sẽ bị giòn. Khi bạn nhồi thuốc vào tẩu bạn dễ làm nát vụn thuốc, thế nên thuốc cũng sẽ bị nhồi chặt vào nhau. Bởi vậy việc duy trì độ ẩm, vệ sinh tẩu thuốc của bạn cũng vô cùng quan trọng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.